kéo phần âm thanh của clip gốc tiếng Việt xuống, chỉ còn lại tiếng Anh thôi. It's not metal, guys, in this previous part. What we see... Nên thấy tuyệt vời chưa? Chào mừng các anh em trở lại với channel. Như mình đã từng hướng dẫn anh em những cách để chúng ta có thể chuyển ngôn ngữ lồng tiếng tự động bằng những phần mềm AI, bằng những web AI. Tuy nhiên thì làm số lượng lớn thì anh em phải mua bản quyền và trả phí. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cách hoàn toàn miễn phí luôn, rất là hay anh em. Và anh em cũng biết là view ngoại thì cái thu nhập chúng ta sẽ rất là cao. Chẳng hạn mình đưa một ví dụ cho anh em thấy. Đây mình có làm một clip hai thứ tiếng nè. Đây là một cái bằng tiếng Việt ha. Đây cũng clip này mà mình lồng tiếng tiếng Anh. Đây mình cho anh em xem thu nhập nè. Nó được 280.000 lượt xem và thu nhập của mình là 29.3 triệu. Trong khi cũng nội dung này bằng tiếng Việt nè anh em, 23.3 ngàn, nó có 389.000 Việt Nam đồng thôi. Bây giờ mình tính thử xem nếu một clip tiếng Việt này bằng view với clip tiếng Anh, chúng ta sẽ có thu nhập bao nhiêu ha. 280 nè, chia cho 23.3 thì nó sẽ gấp 12 lần ha. Thì bây giờ mình sẽ nhân lên thử nè, 389.873 mà nhân cho 12 lần thì nó ra chỉ có 4.6 triệu thôi anh em. Nếu mà clip tiếng Việt này nó tăng view đến bằng clip tiếng Anh này thì nó chỉ được có 4.6 triệu thôi, thay vì nó được 29.3 triệu. 29.3 22 chia cho 4.678 nè, view ngoại thu nhập nó gấp hơn 6 lần anh em. Đó, anh em thấy là chúng ta xứng đáng để chuyển những clip tiếng Việt chúng ta thành những clip tiếng Anh chưa? Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm khắp khách nhưng mà nó cũng không phức tạp đâu. Chỉ cần anh em thực hiện một vài bước như mình hướng dẫn sau đây là sẽ được thôi. Anh em thao tác như sau, chẳng hạn mình muốn chuyển clip này qua tiếng Anh và tiếng Philippines đi, bởi vì chiếc V3 này được bán ở thị trường Philippines luôn. Ok, đầu tiên anh em sẽ kéo sụt vào. Đây là tiếng Việt nè ha. Rất quan tâm, với chỉ 240 triệu thì chúng ta nhận có quá mỏng hay không? Các bước thực hiện sau, anh em sẽ nhấn vào clip. Anh em đến phần caption, phụ đề. Ở đây chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ. Hiện tại clip gốc mình bằng tiếng Việt, mình sẽ chọn tiếng Việt đây. Đây nó có chức năng rất là hay nè anh em. Bilingual caption, tức là sẽ tạo ra thêm một cái ngôn ngữ song song nữa. Ở đây mình sẽ chọn tiếng Anh. Nó sẽ tạo thêm một phụ đề tiếng Anh nữa tự động luôn. Ok, chúng ta sẽ nhấn generate. Rồi chúng ta đã có được phụ đề ở đây anh em. Một cái là bằng tiếng Anh, một cái bằng tiếng Việt nè. Anh em thể nghe xem lại, nếu mà cái đoạn nào nhận diện chưa có đúng, dịch chưa có đúng thì chúng ta sẽ có thể sửa tay lại ở đây. Bước tiếp theo nè, anh em sẽ xóa cái phụ đề tiếng Việt đi. Đây chỉ còn lại phụ đề tiếng Anh này ha. Rồi chúng ta sẽ tô chọn vào phụ đề tiếng Anh này. Chúng ta sẽ vào menu bên phải nè, Text to Speech, văn bản ra giọng nói. Đây nè, nó có rất là nhiều giọng luôn nè. Nhưng mà hơi tiếc là nó chưa có cho chúng ta review, chúng ta nghe thử. Chúng ta chọn rồi generate chúng ta mới biết thôi. Rất rất nhiều giọng luôn. Giọng miễn phí mình thấy cũng nhiều lắm. Và những cái giọng bản pro trả phí. Chẳng hạn mình chọn cái giọng này đi, male, giọng nam nè, female, nữ. Mình nhấn vào generate. Nó đang bắt đầu chuyển từ subtitle, phụ đề đây nè, thành giọng nói. Cực hay luôn. Rồi đây anh em, sau một chút xíu thôi chúng ta đã có được track âm thanh tự động nó thêm vào nè. Đây là chỉnh góc đèn. Đây là cái chân để bắt cuộc vô nè. À, thì bây giờ anh em thấy là cái tiếng Việt và tiếng Anh đang lẫn vô ha. Bây giờ chúng ta sẽ kéo phần âm thanh của clip gốc tiếng Việt xuống, chỉ còn lại tiếng Anh thôi. It's not metal, guys, in this previous part. What we see, this car as a whole, it's a cute dog. Anh em thấy tuyệt vời chưa? Nó tự động lồng khớp vô luôn. Nên là chúng ta không cần phải lồng tiếng thủ công nữa, không cần phải chỉnh sửa dựng thủ công nữa. Quá tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ chúng ta nhấn export. Có thể xuất ra có thêm một clip ngôn ngữ khác. Chúc các anh em thành công và kiếm được thật nhiều tiền từ view ngoại nha. Nếu thấy clip có ích, các anh em đừng quên like để ủng hộ tinh thần Sơn Bạc. Thật sự đó là nguồn động lực rất lớn để mình thực hiện clip. Và anh em nhớ subscribe kênh YouTube để đón xem những tin tức và kiến thức công nghệ tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.